À, chào tất cả anh em nhé. Hôm nay chương trình mỗi ngày một sản phẩm mới thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm nữa, đó là chiếc máy khoan Oshima K550. Thì nó có những cái tác dụng rất là thuận tiện cho tất cả anh em chúng ta làm thợ mộc hay là những anh làm thợ xây. Tại vì chiếc khoan này nó phù hợp cho các bạn là để dùng để khoan gỗ này, chúng ta dùng để khoan tường này, hay là chúng ta có thể khoan bất cứ cái gì chúng ta muốn khoan, thì nó cũng giúp cho chúng ta là hoàn thiện rất là đơn giản. Thì trước tiên tôi sẽ giới thiệu sơ lược về chiếc khoan này, nó có những chất liệu như thế nào và nó sẽ hoạt động như thế nào nhé các bạn. Thì các bạn nhìn thấy rất là chiếc khoan rất là nhỏ gọn, tức là cái này nó cũng là một cái gọi là mức trung bình, không có to lắm mà không phải là nhỏ lắm, tức là cũng vừa để cho chúng ta hoạt động, chúng ta làm nhé. Thì ở đây bên bề ngoài thì nó được bọc một lớp nhựa cứng, nhựa dẻo nhé bạn, cứng dẻo rất là bền. Ok, chúng ta có thể là vứt làm sao ra để đâu cũng được, nó không có sợ là bị xét dỉ hay là bị là hao mòn gì nhé các bạn. Thì ở trên chiếc khoan này thì các bạn nhìn thấy ở đây là mũi, đây là mũi khoan. Chúng ta muốn thay đổi mũi khoan ở trên đầu này thì rất là đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần tháo nới này ra, nới này ra, khi mà chúng ta vặn chắc rồi thì chúng ta đây có cái một cái gọi là cái chìa khóa, chúng ta để mở lên này thì rất đơn giản các bạn nhé, cần đưa vào là chúng ta có thể là vặn đều trong ba lỗ các bạn nhé. Đó, ok, chúng ta mở ra được. Thế thì ở trên này thì chúng ta nó sẽ có hai cái tác dụng. Thứ nhất, một bên là đập búa và một bên là khoan thẳng bình thường. Thì các bạn tùy theo chúng ta khoan gỗ hay khoan mấy sắt gì là chúng ta đưa sang bên khoan bình thường này. Còn nếu chúng ta khoan tường thì chúng ta có thể đưa sang bên búa, chúng ta khoan nó có thể dễ dàng hơn. Thì nó có những cái tác dụng là phù hợp cho anh em dùng, anh em làm cái việc gì nó phù hợp. Rồi, còn bên này đây, các bạn thấy là có hai cái, có một cái công tắc này, đẩy qua đẩy lại. Đây là một công một chiều, tức là khoan vô bình thường, và các bạn muốn khoan ngược trở lại thì chúng ta chỉ cần ấn nút này thôi là nó sẽ quay ngược trở lại cho chúng ta. Đó. Và ở đây thì các bạn nhìn thấy đây là công tắc. Công tắc chúng ta khi hoạt động, muốn hoạt động thì chúng ta nhấn công tắc này vào. Nếu mà chúng ta khoan theo cái chiều nút thì khoan nút thì nhả, chúng ta công tắc này chúng ta khoan nhả. Còn nếu như chúng ta mà muốn mà khoan để cho khoan liên tục, chúng ta không cần bóp thì chúng ta chỉ cần bóp này vào. Rồi có ở bên cạnh đây có một cái nút chốt, chúng ta cần nhấn và chúng ta thả ra là khoan vẫn xài bình thường, vẫn chạy liên tục. Còn khi là chúng ta không muốn để cho nó chạy ra thì chúng ta đơn giản thôi, chỉ cần bóp lại một cái chúng ta nhả ra là công tắc bên này nó sẽ tự mở ra thì khoan nó sẽ tắt. Rồi, và các bạn khi chúng ta dùng cái khoan này thì điện ở đây thì nó dùng bằng điện 220, điện gia đình thì ở chỗ nào chúng ta cũng có thể là có. Và các bạn nhìn thấy ở đây trên tay tôi có một cái nắm tay nắm, thì tùy theo các bạn có thể là cái này dùng để cho mình giữ khoan như này, có tốc độ là mình ấn. Nhiều khi chúng ta khoan tường hay là khoan những cái gỗ cứng thì chúng ta dùng hai tay thì chúng ta nắp cái này vào, thì cái này thì cần đút vào thì đây có một cái van này, chúng ta sẽ khóa chắc lại thì cái tay cầm này sẽ chắc lại, thì khi chúng ta không dùng chúng ta có thể mở ra. Đó, có thể tùy anh em như là xài ngang hay xài dọc đứng như thế này, thì đó là vì anh em dùng thôi. Thì cái khoan này các bạn ạ, nó có cái tốc độ của nó, cái mũi khoan thì có thể tới 13 mm, còn cái công suất của nó dùng tới 550 W nha các bạn. Và cái tốc độ mà khi mà chúng ta bóp này nó không có tải, không có khoan ạ, thì nó lên tới từ không mà cho một cái là có thể là lên tới 3.000 vòng trên 1 phút luôn các bạn. Và cái điện áp thì là điện 220 rồi, thì cái trọng lượng của nó thì nó rất là nhẹ anh em ạ, nó có thể là
lắp cái này vô thì nó chỉ khoảng 1 kg 9 đến 2 kg thôi. Mình lắp mũi rồi lắp đồ ạ. Thì nó khoảng 1 kg cho đến 1 kg 9 nha các bạn. Thì nó nhẹ và nó nhỏ với tốc độ trung bình như thế này. Thì chúng ta có thể là bỏ vào trong thùng hay trong hộp gì đó, hay là chúng ta bỏ ở bất cứ những cái chỗ nào mà chúng ta có thể vận chuyển nó đi rất là dễ dàng, gọn nhẹ, là phù hợp cho tất cả những anh em là làm nghề chuyên nghiệp, hoặc là cũng phù hợp cho những cái mà anh em mà dùng trong gia đình, mình dùng ít lâu lâu mình cần khoan tường hay là khoan cái gì đó để mình treo đồ gì đó, thì anh em vẫn có thể mua về chúng ta dùng, tại vì nó rất là dễ dàng, nó không có gì khó khăn cả. Thì tôi đã giới thiệu xin được về cái chiếc máy khoan này rồi. Thì bây giờ anh em thử coi xem là nó đi khoan hay là nó mạnh và nó hiệu quả như thế nào nhé các bạn. Rồi. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.